Cảm ơn quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Phần tin tổng hợp của chúng tôi đến từ Pháp cho biết rằng một cụ ông đã phải nhập viện với quả đạn pháo trong trực tràng. Trong ngày 21 tháng 12, tờ New York Post đưa tin cho biết rằng một bệnh viện ở Pháp đã phải di tản sau khi một ông lão nhập viện với một quả đạn pháo từ thời Thế chiến thứ nhất bị mắc kẹt trong trực tràng. Đó chính là cụ ông 88 tuổi, không nêu tên, đã tới bệnh viện Saint-Maur ở Toulon của Pháp để lấy ra quả đạn pháo. Thế nhưng đã gây ra hoảng loạn cho nhiều người bởi vì sợ đạn phát nổ. Theo truyền thông đưa tin rằng một phát ngôn viên của bệnh viện nói rằng sự việc xảy ra từ ngày 17 tháng 12 với tình trạng khẩn cấp được công bố từ khoảng 21 giờ tới 23 giờ 30 cùng ngày. Lực lượng tháo gỡ bom mìn đã được huy động trong khu cấp cứu phải di tản. Tờ New York Post đã trích lời của phát ngôn viên bệnh viện cho biết rằng chúng tôi đã phải chủ động kiểm soát nguy cơ. Mỗi khi có nghi ngờ, chúng tôi phải thực hiện mọi biện pháp để cảnh giác. Các chuyên gia tháo bom cho rằng ít có khả năng quả đạn phát nổ bên trong trực tràng của cụ ông. Bệnh viện Pháp cho biết rằng họ trấn an chúng tôi khi nói rằng đó chỉ là một đồ sưu tầm từ thời đệ nhất thế chiến, từng được quân đội Pháp sử dụng. Sau đó các bác sĩ bắt đầu quy trình giải phẫu để lấy ra quả đạn khoảng dài 20cm với đường kính là hơn 5cm được cho là một đồ chơi tình dục của bệnh nhân, thưa quý vị. Và theo một bác sĩ của bệnh viện cho biết rằng một quả táo, một quả xoài hoặc thậm chí là một chai bọt cạo râu thì chúng tôi cũng thường được phát hiện những dị vật bất thường này khi được đưa vào nơi lẽ ra không thuộc về chúng. Thế nhưng một quả đạn như thế này thì chưa bao giờ. Bác sĩ đã phải mổ bụng bệnh nhân để lấy ra món đồ này. Bệnh viện cho biết sức khỏe của cụ ông đã ổn định và dự trù là sẽ phục hồi hoàn toàn sớm nhất. Tiến độ bản tin của chúng tôi cho biết rằng Hoàng gia Anh tuần thuê thợ săn để giết lũ cáo quậy phá trên bãi cỏ của cung điện. Thợ săn cáo hàng đầu của nước Anh từng được Hoàng gia Anh thuê đến sau khi có một con cáo đã tè lên đồ chơi của hoàng tử George và đuổi con chó của vua George. Theo đó thì thợ săn cáo tại Anh Quốc có tên là Bruce Lindsay Smith, năm nay 63 tuổi, cho biết rằng việc kinh doanh của ông đang bùng nổ khi mà các hội đồng Anh từ bỏ việc cố gắng kiểm soát những con quái vật có lông này. Thậm chí Hoàng gia Anh cũng đã từng mời ông tới để giải quyết những con cáo tinh ranh đó. Ông Bruce nói rằng, chúng đã làm bẩn đồ chơi trong vườn của hoàng tử George bé nhỏ. Thế là bố mẹ cậu bé không muốn lũ trẻ chạy loanh quanh trên bãi cỏ đầy phần cáo và không thể trách họ được. Vì công việc săn cáo bận rộn, ông Bruce cho biết rằng ông chỉ có 10 đêm nghỉ trọn vẹn trong 2 năm qua và trung bình thì ông giết được 5 con vật trong mỗi khi ông làm nhiệm vụ. Người thợ săn cáo 63 tuổi này sử dụng một khẩu súng trường dài với bộ giảm thanh và ống ngắm hồng ngoại cùng với kính thiên văn nhiệt để có thể bắn chết những con cáo này. Ông Bruce đã được Hoàng gia Anh Quốc mời đến để diệt cáo bởi họ không có đủ nguồn nhân lực hoặc là nhân sự để giải quyết kẻ phá hoại này. Từng bắn súng kể từ khi đi săn thỏ với cha của mình khi còn nhỏ, ông Bruce cho biết hiện nay có khoảng 150.000 con cáo đô thị tại Anh Quốc và con số này thì nhiều hơn hầu hết các quốc gia khác. Ông có chứng chỉ sử dụng súng mở, nghĩa là ông có thể nổ súng ở nơi ông thấy phù hợp, đã thực hiện đánh giá an toàn và thông báo cho cảnh sát địa phương về sự hiện diện của ông trong trường hợp hàng xóm kinh hãi khi nhận thấy khẩu súng bắn tỉa của ông. Ông Lindsay Smith cũng đã từng tiêu diệt 13 con cáo trong một khu vườn và kỷ lục tổng thể của ông trong một đêm là bắn chết tới 36 con cáo trên một sân golf. Sang qua bản tin về làng giải trí điện ảnh cho biết rằng sau hơn 20 năm thì chú mèo Garfield đã quay lại màn ảnh rộng vào năm 2021. Thưa quý vị, sau hơn 20 năm kể từ khi ra rạp lần đầu tiên vào năm 2004 thì chú mèo màu cam mũm mĩm, hài hước và dễ thương từng là bạn đồng hành của biết bao thế hệ năm xưa sẽ chính thức quay lại trong dự án mới nhất Garfield. Theo bản tin của trang mạng Variety thì hãng phim Sony và Columbia Pictures chỉ mới công bố hai gương mặt sẽ có mặt trong dự án lần này, bao gồm tài tử Chris Pratt
Trong vai trò là người lồng tiếng cho chú mèo Garfield này, và tài tử Samuel Jackson sẽ vào vai Vic, người cha thất lạc của chú mèo màu cam này. Cha của Garfield là nhân vật mới nhất được đưa vào phiên bản điện ảnh lần này, với cốt truyện quay về kiếm lại con trai của mình sau một khoảng thời gian dài mất tích. Ngoài ra, hai nhân vật từng xuất hiện trong phiên bản năm 2004, bao gồm cậu chủ John Aboki và cô nàng chó con dễ thương Odie cũng sẽ quay trở lại. Nhưng hiện nay chưa biết ai sẽ là người đóng vai và lồng tiếng cho hai nhân vật này. Trước đó, phiên bản điện ảnh đầu tiên cũng mang tên Garfield The Movie do tài tử Bill Murray lồng tiếng. Mặc dù nhận được nhiều lời khen chê trái chiều, thế nhưng nó vẫn đạt được thành công về mặt doanh thu thương mại. Thậm chí nhiều phiên bản ăn theo của Garfield cũng đã từng được xuất hành, như là Garfield Get Real, Garfield Fun Fest hoặc là nhiều thương hiệu khác, đều là những sự kiện được tổ chức thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và đồng thời cũng đã đem lại doanh thu cho nhà sản xuất. Bộ phim Garfield phiên bản 2024 sẽ do đạo diễn Mark Dindo thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch David Reynolds. Theo kế hoạch thì bộ phim này sẽ ra rạp vào ngày 16 tháng 2 năm 2024. Sau qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng phát hiện 155 gen mới có liên quan tới sự tiến hóa của loài người. Các nhà khoa học vừa phát hiện 155 gen mới ở người cho thấy quá trình tiến hóa của loài người vẫn tiếp diễn hàng triệu năm sau thời kỳ linh trưởng. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cell Report trong ngày 22 tháng 12, dựa vào bộ dữ liệu từng công bố về các gen chức năng thì các nhà khoa học đã tạo ra một bản đồ gen so sánh con người với các loài động vật có xương sống khác. Họ theo dõi mối quan hệ của những gen này trong quá trình tiến hóa và tìm thấy 155 gen mới xuất hiện từ các vùng DNA độc nhất. Thông thường thì gen người phát sinh bằng cách sao chép các gen cũ và tồn tại sẵn. Tuy nhiên, các gen mới được phát hiện trong nghiên cứu hình thành từ đâu, không thông qua các gen hiện có. Trong số khoảng 155 gen mới thì có 44 gen có liên quan tới khiếm khuyết tăng trưởng trong nuôi cấy tế bào, cho thấy tầm quan trọng của chúng trong việc duy trì sức khỏe. Vì đây là các gen đặc trưng cho nên việc thử nghiệm trực tiếp có phần khó khăn. Các nhà khoa học đã phải tìm cách khám phá tác động của chúng lên cơ thể của chúng ta và tìm hiểu xem chúng có tạo ra các bệnh cụ thể hay không. Theo đó, 3 trong số 155 gen mới có dấu hiệu DNA liên quan tới bệnh loạn dưỡng cơ, viêm võng mạc, sắc tố và hội chứng Alzheimer, được xem là một dạng khiếm khuyết phát triển di truyền. Ngoài bệnh tật thì các nhà nghiên cứu còn tìm thấy một gen mới có liên quan tới mô tim của con người. Gen này xuất hiện ở tinh tinh ngay sau khi tách khỏi khỉ đột. Điều này cho thấy một gen có thể tiến hóa rất nhanh nếu nó là phần thiết yếu của cơ thể. Việc nghiên cứu gen cụ thể hiện nay vẫn được xem là một thách thức. Tuy vậy thì các chuyên gia cho biết rằng bộ dữ liệu mới đã mở đường cho những kiến thức sâu rộng hơn về lĩnh vực di truyền học. Và để khép lại chương trình tin tức của chúng tôi trong ngày hôm nay, Minh Khoa xin gửi đến quý vị thông tin về sức khỏe cho biết rằng chế độ ăn kiểm soát đường huyết. Với chế độ ăn lành mạnh, cân bằng dưỡng chất được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết, duy trì sức khỏe, ngăn ngừa biến chứng, đặc biệt là đối với những bệnh nhân của căn bệnh đái tháo đường. Theo các chuyên gia cho biết rằng chế độ ăn uống hợp lý giúp cho lượng đường huyết sau ăn không cao và còn góp phần bảo vệ tim mạch, kiểm soát huyết áp, lượng mỡ trong máu, tránh hạ đường huyết ở những bệnh nhân thường xuyên dùng thuốc có nguy cơ hạ đường. Theo đó, ăn uống cân bằng còn đóng góp vào việc giảm hoặc là duy trì cân nặng phù hợp, có sức khỏe để hoạt động thể lực hàng ngày. Người bệnh nên ăn đúng giờ, đúng bữa trong ngày, sáng, trưa, chiều. Không nên ăn nhiều bữa nhỏ hay là ăn xế. Ngoài ra, trong lúc ăn thì nên nhai kỹ, ăn chậm, với lượng vừa đủ nhu cầu cơ thể. Tránh những món hầm như xay nhuyễn, chiên, nướng, vì kích thước thành phần món ăn càng nhỏ thì chỉ số đường huyết là càng tăng. Thêm vào đó, người bệnh nên ăn các món ăn chế biến đơn giản như là hấp và luộc. Tránh tối đa việc ăn khuya vì nó rất dễ làm đường huyết buổi sáng tăng, trừ những trường hợp phải tiêm insulin vào buổi tối. Các chuyên gia cho biết rằng thực phẩm chứa tinh bột, protein hay còn gọi là chất đạm và lipid hay còn gọi là chất béo chính là nguồn năng lượng cho những người bị bệnh tiểu đường.
Các nhóm chất này được phân chia như sau. Tinh bột thì chiếm 44-46% tổng số năng lượng của khẩu phần. Chất đạm thì chỉ cần đạt từ 15-20%. Chất béo có từ dầu đậu nành, dầu mè hay là dầu hướng dương thì chỉ nên chiếm 20-35% tổng số năng lượng khẩu phần. Đặc biệt thì ăn nhiều rau xanh sẽ giúp bổ sung nguồn chất dinh dưỡng tự nhiên, vitamin, khoáng chất để nâng cao sức khỏe. Khi ăn nhiều chất xơ thì bạn sẽ cảm thấy no nhanh hơn, do đó có thể giảm bớt khẩu phần ăn. Và đặc biệt ăn trái cây, người bệnh nên chọn loại có màu đậm bởi chúng có nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho tim mạch và sức khỏe tổng thể. Khi đang ăn trái cây thì chúng ta cũng nên bớt lượng chất bột ăn trong bữa ăn hàng ngày. Không nên dùng nước ép trái cây vì có thể mất lượng chất xơ có trong trái cây và điều này có thể làm cho đường huyết tăng cao.